15. Hoàng thượng giá đáo. Tham kiến hoàng thượng. Bình thân, miễn lễ. Trẫm cố tình kêu họ đừng thông báo, chính là không muốn quấy rầy nàng. Tứ nhi của trẫm. Đúng, phụ hoàng ở đây đây. Nó nhìn trẫm cười kìa. Được, ngồi đi ngồi đi. Tốt thật. Nguyệt nha đầu à, trẫm vừa nghe ngươi nói việc gì ngươi phải tự mình làm chủ. Việc gì ngươi đều tự mình làm chủ rồi, con cần hoàng mệnh của trẫm làm gì hả? Chẳng qua là muốn tự mình làm chủ tìm phu quân thôi. Phải. Cho nên hoàng thượng cô phụ, đừng băng hôn cho con. Con cần thời gian từ từ chọn. Con từ từ chọn sao? Được, trẫm chuẩn rồi. Như vậy chọn cho tới khi thiên tứ lớn khôn thành người, sau đó để thiên tứ tiếp tục chọn. Chọn vào lúc đó nhất định là tốt nhất, gọi là bạn già. Hoàng thượng cô phụ chỉ biết cười con thôi. Con thấy sau này người rầu e là người rồi. Tiểu thiên dễ thương như vậy, sau này lớn lên không biết hầu môn tướng nữ nào mới xứng với nó. Lúc đó người rầu chết luôn. Cái miệng của nó ít có câu nào nghe được, nhưng mà câu này được lòng trẫm nhất. Chuyện vụ nổ đó có manh mối chưa? Ta âm thầm điều tra tất cả phường làm thuốc nổ riêng, quả thật phát hiện một chút manh mối. Công tử làm sao nghĩ ra được cách này vậy? Muốn chế tạo thuốc nổ, đá tiêu lưu huỳnh không thể thiếu. Nhưng mà những kim thạch này từ xưa tới nay đều do triều đình nắm giữ, nghiêm cấm giao dịch riêng. Từ đó dẫn tới thuốc nổ gây án hôm đó, nhất định là từ chỗ chế tạo riêng nhân gian. Vẫn là công tử có mưu trí. Điều tra như vậy đúng là có thu hoạch ngoài ý muốn. Những chỗ chế tạo riêng nhân gian này đều có liên quan với một tổ chức tên là Mạc Cát. Mạc Cát? Nó thuộc về triều đình hay là giang hồ? Đây chính là chỗ đặc biệt của nó. Nhìn vào giống như tổ chức giang hồ, thực chất là lấy người cựu kỳ tụ họp mà thành. Thủ lĩnh của họ và Mạc Dung tướng quân còn có liên hệ trăm mối tơ vò. Ta còn nghe nói thủ lĩnh của họ là một cô nương, còn là một cô nương xinh đẹp như hoa nữa. Án oan mộ dung, thảm kịch nước Kỳ. Lần này cô ta tới nhất định là vì để trả thù. Quý phi nương nương. Ca ca, sao huynh tới rồi? Nói muội bao nhiêu lần phải bớt ăn lại. Muội nhìn muội đi, suốt ngày chỉ biết ăn, chỉ mới mấy ngày không gặp thân thể lại tròn ra rồi. Dù gì chỗ này của muội cũng không ai tới. Hoàng thượng không muốn tới, muội chỉ đành ăn ngon uống kỹ làm một bồ tát sống. Không lẽ huynh kêu muội đi cãi lộn với Trần quý nhân, hay là tới chỗ hoàng hậu la lối? Suy cho cùng, vẫn là huynh không sốt sắng giới thiệu nhiều lăng trung như vậy. Không có người nào làm muội có hoàng tử. Không cho muội ăn, huynh lại đem đồ tới. Muội xem trong này đựng cái gì trước đi. Không cho uống thuốc luôn, cho ăn bả thuốc hả? Cái này là bả thuốc trong cung của hoàng hậu. Muội ngửi xem trong đó là cái gì hả? Vậy đâu nhìn ra là gì? Muội có còn nhớ muội bám lấy hoàng thượng đòi tử sâm ngàn năm đó không? Chỉ có một cây đó, bản thân hoàng thượng không nỡ ăn. Cho hoàng hậu rồi, nói là bổ cơ thể dưỡng khí huyết, dễ có sữa, cho hoàng tử tên thiên tứ đó uống.
quá ăn hiếp người rồi. Chỉ là sinh một đứa bé thôi mà, vẫn còn chưa đầy tháng nữa thì đã đặt tên Thiên Tứ, cũng không sợ tổn thọ. Quá đáng hơn là tử sâm mà muội muốn bao nhiêu năm nay cũng bị cướp mất rồi. Ca, cuộc sống sau này làm sao mà sống đây? Được rồi, được rồi, giờ ta đang nghĩ cách đây. Tánh tình của muội cũng nên kiềm chế lại đi, đừng suốt ngày luôn chống đối hoàng thượng. Muội nói thiên hạ có mấy nam nhân thích tính tình của muội hả? Hoàng hậu có thể sinh con, muội muội ta cũng có thể. Bây giờ sinh rồi cũng không thể nào giành với đích hoàng tử, không có hy vọng gì. Ca, muội không nuốt trôi cục tức này, càng là thời khắc quan trọng càng phải cẩn thận hành sự. Muội đó, rảnh rỗi thì làm hoàng thượng vui lòng. Còn nữa, với hoàng hậu nhất định phải khiêm nhường. Những chuyện khác có ta rồi. À đúng rồi, lần trước phấn hương nguyệt kỳ mà ta đưa muội còn không vậy? Lấy một hộp cho ta đi. Hai tâm của phấn hương này là giả, là ảo giác. Trước giờ huynh chê nó mà. Muội đó, lo mà giữ mồm giữ miệng. Còn nữa, khi rảnh rỗi suy nghĩ làm sao làm hoàng thượng vui lòng đi. Muội cũng nên sửa đổi tính khí của mình rồi. Được rồi, ca ca đi đây. Muội bảo trọng. Người đâu? Thay thường phục. Bổn cung phải đi thỉnh an với hoàng hậu. Quý phi nương nương. Quý phi nương nương. Từ xa là nhìn thấy một đám người, ta tưởng ai mà ra vẻ quá, thì ra là Vân quận chúa của Vân phủ. Hoàng thượng đúng là sủng ái quận chúa thật, không ngờ đón ngươi vào trong cung hoàng hậu. Bây giờ đồn đại khắp nơi nói hoàng thượng giữ quận chúa ở lâu trong cung, còn cho cung nhân sắp xếp tẩm điện cho ngươi. Trước giờ có thể ở trong đây không phải đều là hoàng hậu sao? Quý phi nương nương nói cẩn thận. Ta thấy không cần bao lâu nữa, quận chúa cũng sẽ trở thành tỷ muội của bọn ta rồi. Cô điệp nhập chung cung không phải là không có. Người ta nói chưa lạc má hồng ơn đã dứt, nói không chừng không cần bao lâu nữa nên để hoàng hậu dời chỗ nhường vị trí cung điện này cho ngươi rồi. Nương nương, nương nương. Vân Thiển Nguyệt, ngươi dám đánh ta sao? Ta đánh bà làm gì miệng bà quá dơ? Hôm nay ai dám quấy rầy hoàng hậu nương nương? Đừng nói là một bạc tai, dù là dơ chân đá, ta cũng đá. Danh tiếng ác nữ thiên thánh ta cũng gánh lâu rồi, không sợ mang tai tiếng nữa. Vân Thiển Nguyệt, ngươi quá hỗn láo rồi. Ngươi đâu? Tiễn quý phi nương nương về. Hoàng hậu nương nương không thiếu người hầu hạ. Ngươi đợi đó cho ta. Tứ Nhi ơi, Tứ Nhi, còn nhỏ nhất nhưng trời sinh thông minh, không giống như tam ca tứ ca con. Một đứa là ma vương hại đời, một đứa cao thâm khó lường, còn nhị ca con nữa, từ nhỏ là không có chí lớn, suốt ngày chỉ biết ở trong hậu cung ăn với uống, sống qua ngày. Đúng là làm người ta lo lắng quá. Hoàng thượng, hoàng thượng, người nói như vậy nó đúng là nhận không nổi. Rồng sinh chín con, tất nhiên là có tài và tính tình riêng rồi. Đây mới là hiện tượng thịnh vượng. Tính tình nàng mềm mỏng hiền thục, Tứ Nhi nàng nuôi dạy trẫm thấy rất yên lòng. Cũng không cần bàn nữa, trẫm cảm thấy thiên hạ này sẽ là của Tứ Nhi.
Tạ hoàng thượng Long Ân, thần thiếp nhất định cố gắng hết lòng nuôi dạy thiên tứ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, bây giờ con của hoàng hậu thiên tứ tuấn tú chăm học, thông minh tài năng, rất giống trẫm ngày xưa. Nay sắc phong làm thái tử, trưởng bối phò trợ, để chấn triều cương, khâm thử. Chúng ái khanh, thái tử trẫm phong, các khanh có dị nghị sao? Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái tử điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Gần đây hoàng thượng lập dạ thiên tứ làm chư, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm cách không được để thế lực của hoàng hậu và nó càng ngày càng lớn mạnh, nếu không chỉ sợ khó cứu vãn. Vương gia trước giờ cẩn thận, tại sao vì một nhãi con tức giận có đáng không? Bây giờ nó không phải là nhãi con nữa, nó là vật cản đường của Tam điện hạ. Đối với vật cản đường chẳng qua chỉ có hai cách, vật nhỏ thì một chân đạp đi, vật lớn chỉ là phí chút công sức, dời nó tới một nơi không trở ngại là được, đâu có gì khó. Gần đây hoàng thượng có phải dẫn tới chỗ Ngọc Phi mới tới đó không? Có mới quên cũ là tật xấu của nam nhân. Ta niệm tình cũ, vương gia tối nay tới đây e là không phải tới ôn chuyện cũ. Không lẽ ngài đã có chủ ý rồi sao? Đốm lửa nhỏ này nhiều lúc giống như thằng bé không hiểu chuyện, nhưng lúc nó chưa cháy bén tới y phục, dập tắt nó cho sớm đi. Nhiều ngọn nến chiếu sáng như vậy, đâu cần phải hao tâm vì một ngọn nến. Mặc cho nam nhân các ngài quậy tưng ở ngoài, chỉ cần con ta bình an vô sự, phận làm mẫu thân như ta thì không có gì là không vừa ý. Thiên tứ ngoan, có dễ chịu không? Hoàng thượng, có thích cái này không? Đừng nói, nhà đầu này bình thường hơi bướng bỉnh, nhưng đúng là được trẻ con thích. Đừng nhìn thấy nó nhỏ, nó phân biệt rất rõ ai thật lòng với nó. Tính Thiển Nguyệt ngây thơ, thiền tứ thích nó cũng là đúng thôi. Hơn nữa, nhà đầu này có lắm trò, có nó ở đây, thần thiếp và thiền tứ có rất nhiều niềm vui. Vậy thì để nhà đầu này ở trong cung thêm mấy ngày đi. Thần thiếp đa tạ hoàng thượng thông cảm. Nguyệt nha đầu, nghe nói con lại ra tay đánh lãnh quý phi. Cô ấy dù sao cũng là trưởng bối của con, như vậy thích hợp không? Hoàng thượng cô phụ, con vừa định nói với người, hôm đó ở trước cửa thẩm điện của hoàng hậu cô, quý phi nương nương soi mói con một trận, nói con ở trong hoàng cung là vì có một ngày muốn thay thế vị trí của hoàng hậu cô. Người nói con không giận sao được? Ăn nói sằng bậy.
Vân Vương phủ đời đời trung lương. Nhớ tới hoàng hậu đời đời của Thiên Thánh đều xuất thân từ Vân Vương phủ. Điều nào con ở trong cung hoàng hậu đều không có vấn đề. Thì đó, cho nên hoàng thượng cô phụ, con đánh quý phi nương nương, người không trách tội con chứ? Cô ấy nói lời đại nghịch bất đạo với trẫm, lại xúc phạm hoàng hậu. Đó là cô ấy tự chuốc lấy. Hoàng thượng, nương nương, nương nương, thái tử, thái tử sao rồi? Thái tử, thiên tứ, sao nói như vậy? Sao sắc mặt nó khó coi quá? Hoàng thượng, truyền thái y, truyền thái y. Nương nương, hoàng thượng, người cũng đi. Chuyện này là sao? Chuyện này là sao? Nhanh, thiên tứ. Hoàng thượng, lần này thái tử điện hạ trúng độc, tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng tổn thương tới căn cơ, cho dù tỉnh lại e là sau này cũng gì hả? E là cũng hơi ngu dại. Hỗn láo. Trẫm cố ý hạ chỉ thiên tướng, ngoài người bên cạnh của hoàng hậu, không ai được phép tiếp xúc cuộc sống hàng ngày của thái tử. Tại sao còn bị trúng độc hả? Vi thần đã kiểm tra rồi, độc này không giống như tới từ ăn uống. Vậy tới từ đâu? Vi thần cần phải kiểm tra tỉ mỉ hơn nữa. Tra triệt để cho trẫm. Nếu như tra không ra, trẫm bắt tất cả các khanh chết chung. Truyền cảnh thế tử. Cảnh thế tử, khi thái tử trúng độc nằm ở vị trí nào? Nằm ở chỗ đó ngủ. Đúng là kỳ lạ quá. Chế độ ăn uống hàng ngày của nó đã được kiểm tra, thực chất không thể nào có độc. Huống chi hôm nay nó không có đi đâu hết, chỉ nằm ở đây ngủ thôi. Ngự y cũng không tra ra nguyên nhân. Có vấn đề gì sao? Hương thơm phát ra từ trên người của quận chúa hôm nay khác với mọi hôm. Đâu có. Đây không phải là hương liệu thông thường sao? Có khác biệt hả? Có một phương pháp chế tạo hương thơm từ xa có mùi thơm, ngửi nhiều rồi có thể khiến người ta hôn mê, thậm chí ở trạng thái điên cuồng. Càng là nơi núi trọi cảnh hiểm thì càng nhiều vật độc. Do đó người lên núi hái thuốc luôn chuẩn bị những dược thảo này, đem chúng làm thành tâm nến, lấy để xong. Đây là vật gì? Hồi hoàng thượng, ngự y đã kiểm tra qua, trong tâm nến của nến có cho vào một loại thảo dược hiếm có. Nó không ngừng gia tăng theo nhiệt độ, sẽ phát ra mùi vị không màu, thấm sâu vào da, làm tê tri giác. Nó không đáng ngại với người lớn, nhưng đối với trẻ nhỏ, dễ dàng dẫn tới ngộp thở. Nến này chỉ nhắm vào thái tử mà thôi. Sao trong cung lại có thứ này? Đúng là tán tận lương tâm, cực kỳ vô sĩ. Hoàng thượng bớt giận, bảo trọng long thể. Người nào đáng nghi nhất? Tất cả mọi người đều đáng nghi. Còn muốn điều tra tới đâu, vẫn phải xem hoàng thượng. Người cho dù là con ruột của trẫm, trẫm cũng phải trị tội. Nếu không hậu cung không ngày yên ổn. Bệ hạ, bệ hạ,
Bệ hạ, nếu người muốn tìm ra hung thủ, có người có thể giúp. Sao công chúa cũng tới rồi? Đến để bắt hung thủ. Người khác có thể tra không ra, nhưng yên chi xích luyện xà của công chúa thì không qua mắt được nó. Vân quận chúa đã kể cho thần nghe rồi. Vừa ngửi mùi đó chính là mang đà la thảo mà Nguyệt Kỳ thần có. Ai ngửi rồi sẽ nảy sinh ảo giác. Còn rắn mỗi ngày thần nuôi, trong thức ăn nó chính là có loại thảo dược này. Quý phi nương nương, có rắn, có rắn. Rắn gì? Quý phi nương nương, tham kiến hoàng thượng. Quý phi nương nương tha tội, rắn của ta đang ngửi mùi kiếm ăn. Bệ hạ, đây là phấn mang đà la của Nguyệt Kỳ. Nó giống với tiêm thuốc trong ngọn nến. Bà cũng quá tàn độc rồi, không ngờ không tha cho cả một đứa trẻ. Hoàng thượng, thần thiếp bị oan. Thần thiếp đã hại ai rồi? Thuốc phấn này thiếp, thiếp đã sử dụng nhiều năm, làm sao có độc dược? Thần thiếp tuyệt đối không dùng nó hại người đâu. Thần thiếp... Không phải nàng thì là ai? Đúng rồi, lần trước phấn hương của Nguyệt Kỳ mà ta cho muội còn không? Đưa cho ta một hộp. Thần thiếp bị oan. Hoàng thượng, thần thiếp bị oan. Bắt lãnh quý phi giam lỏng ở trong cung, không có ý chỉ của trẫm, không được tự ý ra vào. Điều tra tường tận cho trẫm. Dạ. Cô, tứ nhi đã được đưa tới Nam Lương chẩn trị rồi, nó nhất định sẽ không sao đâu. Người cũng đừng buồn quá. Đứa con tội nghiệp của ta, nó còn nhỏ vậy thì phải rời xa mẫu thân rồi, cũng không biết có chữa khỏi được hay không. Nhất định sẽ chữa khỏi. Người đừng suy nghĩ lung tung, phải bảo trọng sức khỏe. Đợi thiên tứ về đây còn cần người chăm sóc nữa. Nếu như người cũng bệnh rồi, chẳng phải trúng gian kế của kẻ tặc sao? Tại sao chúng không hại ta? Thiển Nguyệt, sao chúng lại hại con của ta? Nó còn nhỏ như vậy, vẫn chưa biết kêu tiếng mẫu thân mà. Thiển Nguyệt, trong lòng cô cảm thấy buồn quá. Cô, người đừng nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi sớm đi. Hoàng thượng, Tam Điện Hạ tới rồi. Đây là trà sâm mà Nhi Thần cố tình nấu cho Phụ Hoàng. Con là hoàng tử, toàn làm việc nô tài làm. Hiếu thảo với Phụ Hoàng vốn là chuyện phải đạo. Mấy ngày nay vì chuyện của thiên tứ, Phụ Hoàng và mẫu hậu đau lòng khôn nguôi. Việc Nhi Thần có thể làm chỉ cố gắng hiếu thảo. Còn nghĩ vậy thật sao? Nếu con nghĩ vậy thật thì trẫm cũng mãn nguyện rồi. Nhi Thần nghĩ, bây giờ đô thành có tứ đệ rồi, đệ ấy và Diệp Thiến công chúa tình đầu ý hợp. Nếu như có việc khổ sai làm ở ngoài, Nhi Thần đồng ý đi lịch luyện. Có tứ đệ ở bên cạnh Phụ Hoàng hầu hạ, con thấy rất yên lòng. Con hiểu chuyện rồi. Nhìn đây, chuyện phiền phức của thiên thánh sao giống như sợi tóc vậy, đứt rồi lại mọc ra, không sao dứt được. Tới cả Nam Lương cũng tới hùa theo.
Con tới đây làm gì? Vấn an hàng ngày. Trẫm không cần vấn an hàng ngày. Sau này con phải dốc tâm vào biên phòng nhiều hơn. Từ sau khi con về đây, địa giới của thiên thánh ngày càng không được bình yên. Nhi thần sợ hãi. Lùi xuống đi. Phụ hoàng bắt đầu sinh nghi ta rồi. Lần này ông làm quá tàn độc. Dẫu sao nó cũng là đệ đệ của ta, nhưng nó cũng là thái tử, là hoàng thượng sau này. Không lẽ Tam Điện Hạ cam lòng là một vương gia nhàn rỗi sao? Nhưng ngược lại, ta dựa vào thực lực của mình tranh giành. Từ nhỏ ta đã biết bản thân là một đứa con bị lãng quên và bỏ rơi, chưa bao giờ được đối xử thật lòng. Điện hạ, cuộc sống khổ sở nhiều năm ở biên cương ta đã vượt qua rồi. Nói là ban hôn, thực chất là vì để Tần gia giám sát ta dễ hơn. Ta cũng phục tùng rồi, nhưng mà tại sao vẫn là kết quả này? Ta không cam lòng. Điện hạ, mời xem. Vương gia làm vậy là sao? Điện hạ có còn nhớ việc xử lý lũ lụt công bộ thượng thư hôm trước không? Không lẽ Phượng Hoàng Quan đã sắp xếp xong rồi sao? Quân doanh đã chuẩn bị sẵn sàng. Tại sao điện hạ không tự xin xử lý lũ lụt? Vừa đúng mượn cơ hội này chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực. Dù sao hoàng thượng cũng đã nghi ngờ rồi. Tại sao điện hạ không thuận theo đà này? Liều một lần đi. Không sai. Dạ thiên vật ta không thể nói thua vào lúc này. Chỉ là lần đi này lành ít dữ nhiều. Điện hạ đã chuẩn bị tâm lý, cố tìm đường sống trong chỗ chết chưa? Nếu như phụ hoàng không dung được ta, ta chỉ đành tìm đường sống khác. Phụ hoàng ơi, phụ hoàng, con cũng là con của người, tại sao lại bất công với con như vậy? Điện hạ ở Phượng Hoàng Quan khổ sở nhiều năm, bây giờ thế lực phức tạp, cái thiếu là cơ hội thích hợp nhất. Bây giờ cơ hội này tới rồi. Bỏ đi. Thiên gia phụ tử cuối cùng cũng đi tới nước này. Thần nguyện máu chảy đầu rơi vì điện hạ, giành lấy sơn hà đẹp đẽ này. Ta nghe nói vị cố gia của Mộ Dung gia mai danh ẩn tánh Phượng Hoàng Quan, chỉ cần tìm được người này thì có thể biết được mọi chuyện xảy ra vào lúc đó. Phượng Hoàng Quan, hiện giờ nơi đó đang có lũ lụt. Không sai, trước đó nghe quan viên địa phương thượng tấu việc cứu trợ lũ lụt, chỉ là ta ít lo tới chuyện ngoài biên cương, huống chi hoàng thượng cũng chưa chắc cho phép. Hay là ta tới đó xem sao trước đã. Chủ tử, trong cung truyền lời nói ngài mau chóng nhập cung viện thánh. Có hỏi công công truyền lời là chuyện gì không? Chỉ biết kêu ngài và Tam Điện Hạ có liên quan với lũ lụt. Phượng Hoàng Quan suốt năm lũ lụt, năm nay là nghiêm trọng nhất.
nơi này tiếp giáp với nước Kỳ trước kia. Nhi thần cảm thấy phải cẩn thận hơn, thậm chí phải chú tâm hơn, để thể hiện uy danh và nhân từ của Thiên Thánh ta. Thiên Vật à, con phải biết nơi đó không phải đất lành. Nếu không thể vì phụ hoàng trừ đi mối họa tiềm ẩn, làm sao còn mặt mũi làm hoàng tử Thiên Thánh hả? Tam hoàng tử tới đây thỉnh chỉ về việc tới Phượng Hoàng Quan xử lý cứu trợ thiên tai. Dung Ái Khanh, Khanh thấy sao? Tam điện hạ lo nước lo dân là việc may mắn của nước nhà. Nhưng trẫm cảm thấy, dù sao nó cũng là người từng đánh trận, thiếu kinh nghiệm về văn trị. Trẫm nghĩ cần Khanh đi cùng nó để có tiếp ứng, có việc gì cũng có thể thông báo mọi lúc, có thể san sẻ lo âu cho bệ hạ, là vinh hạnh của Dung Cảnh. Có điều Tam điện hạ, có Cảnh Thế Tử ở đây, nhi thần sẽ càng chuyên tâm làm việc hơn. Nếu như vậy, thần nhất định cố gắng phò trợ Tam điện hạ xử lý lũ lụt để bệ hạ yên lòng. Được, vậy thì mau về chuẩn bị rồi lập tức xuất phát. Nhi thần tuân chỉ, thần tuân chỉ. Sao rồi điện hạ? Sao rồi? Phụ hoàng rõ ràng đang đề phòng ta, không lẽ điện hạ thỉnh chỉ bệ hạ từ chối sao? Cho rồi thì đã sao, cử thêm một Dung Cảnh đi cùng. Nếu là trước kia thì không nói gì, chỉ cần cẩn thận hơn là được. Nhưng bây giờ trong tay hắn nắm giữ chứng cứ ta đốt Vọng Xuân Lầu, nếu như để hắn phát giác ra gì, hay là phụ hoàng đã biết gì rồi cho nên mới sắp xếp như vậy? Bệ hạ nhất định không biết việc ngài đốt Vọng Xuân Lầu, vì biết rồi nhất định điều tra, do đó Dung Thế Tử chưa tiết lộ chuyện này. Tên Dung Cảnh này cũng không biết đang làm gì. Lần trước khi ở Nguyệt Kỳ, hắn luôn lẳng lặng điều tra vụ án mộ Dung gia bị diệt môn. Điện hạ nói cái gì? Mộ Dung gia bị diệt môn vào nhiều năm trước sao? Khi Lam Y ở Nguyệt Kỳ, nghe hắn hỏi quốc sư Nguyệt Kỳ chuyện này, không thể nào là giả. Quốc sư đó là người hỗ trợ điều tra năm xưa, vì chuyện này mới đổi danh tánh, bỏ tới Nguyệt Kỳ. Điện hạ, tại sao vương gia lại cười? Có Cảnh Thế Tử đi cùng, đây là ông trời giúp điện hạ. Điện hạ yên tâm, thần nhất định sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho điện hạ. Huynh đừng hòng đi, ta đang nói chuyện với huynh mà. Dạ Khinh Nhiễm, đứng lại, ta bắt được huynh rồi. Yêu nữ cô muốn gì đây? Ta muốn huynh đi dạo với ta. Không muốn đi, buông ra, huynh đánh ta. Ai đời nam nhi đánh nữ nhi hả? Đánh nữ nhi không phải là anh hùng hảo hán. Cô không phải là nữ nhi. Huynh nạt ta. Không ngờ huynh nạt ta. Thả sâu. Mấy con rắn sâu kiến chuột này ở với cô chính là tai họa, chỉ bằng hủy đi cho rồi. Huynh trả cho ta, trả cho ta. Tới lấy đi, trả cho ta. Dạ Khinh Nhiễm. Thác Bạc Diệp Thiến tham kiến. Đứng lên đi. Phụ hoàng, sao người tới đây rồi? Không có gì thì không tới. Tới rồi tất nhiên có chuyện vui. Công chúa, ở Thiên Thánh có quen không? Dạ quen. Rất quen nữa. Thiên Thánh non xanh nước biếc, người cũng đặc biệt thú vị. Nhất là Khinh Nhiễm. Nếu huynh ấy có thể chơi với thần mỗi ngày, thần ở đây cũng không nỡ về nữa. Không muốn về hả? Vậy thì đừng về. Công chúa muốn ở đây bao lâu thì ở bấy lâu. Có thật không? Tốt quá rồi, hoàng thượng ba ba. Có câu nói này của người, Khinh Nhiễm sẽ không đuổi thần về nữa. Phụ hoàng, tuyệt đối không được. Khanh vừa nói Khinh Nhiễm muốn đuổi cô đi. Toàn nói lung tung. Yên tâm, trẫm làm chủ cho ngươi. Xem trẫm trừng trị nó như thế nào. Khinh Nhiễm à, hoàng thượng ba ba, đừng trừng trị huynh ấy có được không?
Con người của Khinh Nhiễm thật ra rất tốt. Huynh ấy không chỉ giỏi văn, giỏi võ mà còn lương thiện, trượng nghĩa. Chỉ cần huynh ấy không đuổi thần về thì sao cũng được. Có thể chơi với thần là thần mãn nguyện rồi. Khanh thấy nó tốt như vậy sao? Nếu như Khanh thấy nó tốt như vậy thì ở lại thành thân với nó đi. Thế nào? Phụ hoàng đừng nói đùa, hỗn láo. Phụ hoàng, tính của tứ ca bướng bỉnh, chỉ sợ thiệt thòi cho công chúa Diệp Thiến. Một cô nương tốt như vậy, cưới một cô nương tốt vậy làm thê tử mới có thể quản được tính chạy rong của con, có đúng không? Quân vô hí ngôn. Hoàng thượng, không, phụ hoàng, người không được nuốt lời. Quân vô hí ngôn. Chỉ cần Khanh gật đầu, trẫm lập tức hạ quốc thư thương lượng hôn sự với phụ Dương Khanh. Sao hả? Dạ. Cấm còn phản đối. Khinh Noãn, dẫn công chúa đi làm quen với quy tắc trong hoàng cung đi. Dạ phụ hoàng. Cuối cùng cũng xong một tâm nguyện của trẫm. Đeo cái này. Thơm quá. Nữ nhi thiên thánh của cô sống tinh tế quá, không giống với nữ nhi nguyệt kỳ của ta lúc nào cũng tùy tiện cẩu thả. Cô cũng rất đẹp mà, hơn nữa đẹp một cách đặc biệt. Thật sao? Ca ca cô thường nói ta giống như con ngựa hoang mất đi dây cương vậy. Thực chất không giống một nữ nhi. Nếu như giống người khác thì làm sao lộ được nét đặc biệt của cô? Tẩu tẩu. Cô kêu ta là gì? Tẩu tẩu. Gọi lại lần nữa đi. Tẩu tẩu. Vân Thiển Nguyệt bây giờ vẫn còn đang ở trong cung chăm sóc hoàng hậu cô cô. Hoàng hậu nương nương thấy không khỏe nên giữ cô ta ở trong cung chăm sóc. Cô ta là tiểu thư chơi bời có tiếng ở thiên thánh, biết chăm sóc ai hả? Ta thật không hiểu. Vân Thiển Nguyệt vô tài vô đức, tiếng xấu bay xa. Tại sao gia gia và hoàng cô đều bao che cô ta như vậy hả? Thì đó, cả cảm thấy tử cũng bên cô ta. Nói tướng mạo, nói tài đức, đâu có cái nào tiểu thư thua cô ta. Cũng không biết cô ta dùng cách gì làm mê hoặc lòng người. Đi, đi tìm mẫu thân ta. Cây trầm ngọc của Vân Mạng Phường hình như rất đáng giá. Ta tạo nghiệp gì vậy trời? Cây trầm này ta tốn 200 lượng, là 200 lượng bạc đó. Còn cái này nữa, chiếc vòng vàng nạm ngọc hình như còn là ngọc huyết thời Hán. Tốn hết bao nhiêu tiền ta? Con gái của ta, tổ tông sống của ta, ngày thường ta cũng không tệ với con. Ngoài sao trên trời, trăng dưới biển, ta đều đáp ứng con hết, đúng không? Mẹ, vậy mẹ đi xin ông nói với hoàng thượng chỉ hôn cho con với cảnh thế tử đi. Con hãy bỏ suy nghĩ này đi. Cảnh thế tử còn muốn sống thêm mấy năm nữa? Dựa vào đâu Vân Thiển Nguyệt có thể chiêu ông vũ bướm? Con chỉ cần cảnh thế tử thì lại không được hả mẹ? Vậy chi bằng con đi xin hoàng hậu nương nương mau cho con nha đầu đó lấy chồng. Nếu không, hôn sự của con là không bao giờ được đâu. Huống chi con ơi, con người phải thực tế một chút. Nhiều người vậy ai con không chọn? Đi chọn cảnh thế tử cao ngất trên trời, cả hoàng thượng cũng không dám tùy tiện chỉ hôn. Con không chịu, con không chịu, con chỉ muốn lấy huynh ấy. Nếu như mẹ không đi xin ông thì con tiếp tục đập bể. Đập đi, cứ việc đập. Đập rồi thì yên thân. Mẹ. Tiểu thư, tiểu thư, con làm gì vậy? Con, mẹ đừng qua đây. Mẹ, nếu như mẹ không đi xin ông, xin hoàng thượng chỉ hôn cho con và cảnh thế tử thì con nhảy xuống đó. Mau, mau kéo tiểu thư lại. Tiểu thư, các người đừng qua đây. Tiểu thư. Tiểu thư, Hương Hà, người đâu? Hương Hà, tiểu thư rơi xuống hồ rồi. Con gái ơi, người đâu? Trẫm nhiều năm không tới đây, vẫn là như cũ. Yên tĩnh. Đây cũng là chỗ tốt nhất của mẫu phi con.
Bà ấy tính tình ngây thơ trầm lặng, rảnh rỗi thì tới đây chăm sóc hoa cỏ, không bao giờ tham gia cuộc chiến trong cung. Điểm này còn giống bà ấy nhất, giống tính tình hiền lành ngây thơ, không tranh giành với đời. Hoa ở đây đều là hoa mẫu phi thích nhất, hiếm khi phụ hoàng có lòng giữ nguyên chỗ này nhiều năm như vậy. Còn nhớ lúc nhỏ, con và tiểu nha đầu trốn ở đây, báo hại phụ hoàng dẫn cung nữ và thái giám tìm chúng con. Giờ nghĩ lại, đúng là nghịch quá. Thiển Nguyệt nha đầu này, phụ hoàng không thích cô ấy sao? Ngồi đi. Trẫm ngày càng già đi. Phụ hoàng trẻ mãi không già. Chim non rồi cũng phải học bay, sớm muộn con cũng phải nắm đại quyền. Trẫm không thể bảo vệ con suốt đời. Con nên sắc lập tần phi, sớm lập hoàng chư để củng cố vị trí của mình. Phụ hoàng, nhi thần không nghĩ xa như vậy. Con đường đi dưới chân chỉ có thể tiến về trước, không thể lùi về sau. Nhi thần ngu muội. Nguyệt Kỳ công chúa ngoan ngoãn lanh lợi, lại rất thông minh. Trẫm cảm thấy nó rất thích hợp với con. Phụ hoàng, nhi thần không có ý gì với cô ấy. Có thật con không có chút ý gì với người ta không? Ta nói con biết, chỉ có liên hôn với Nguyệt Kỳ, con mới có được sức mạnh của hai nước. Chỉ khi nắm quyền trong tay, con mới bảo vệ được thứ mình yêu thương, người mình thương yêu. Con là hoàng tử, không phải là con nhà dân thường. Cho nên việc của con không phải một mình con có thể quyết định được, bao gồm trẫm. Cũng không phải chuyện gì cũng quyết định được. Có biết trẫm thấy hối hận nhất là chuyện gì không? Chính là đón mẫu phi con vào cung. Nếu như bà ấy sống ở bên ngoài, tìm một phu quân dân thường, có lẽ bà ấy cũng không đau khổ như hôm nay. Con thật sự nỡ để Thiển Nguyệt chịu nỗi đau khổ này sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Shit.